Nè, nó sắp chuyển qua cái màu cam rồi. Xin chào ngày mới cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của gia đình Hiền. Thì hôm nay ở đây Hiền chuẩn bị mời cả nhà đi hái một cái món trái mà Hiền nghĩ là nó cũng sẽ còn rất là xa lạ đối với nhiều người. Bây giờ Hiền sẽ quay cho cả nhà xem liền ha cả nhà ha. Nếu cả nhà xem kênh thấy thích Hiền, hy vọng là cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Đây Hiền sẽ quay sơ sơ cái dây cho cả nhà xem nè. Thì đây là cái Hiền phải đeo bao tay tại vì cái dây này là nó có gai nha cả nhà. Này thấy không, những cái gai nhỏ nè, và đây là cái trái của nó là cả nhà. Đây sơ sơ thì có những cái trái con. Đây là những cái trái con, đây là trái bự. Trái này thì hạch cũng được rồi đó. Đây, trái này thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nếu mà nó nhỏ mà cái bụng nó bự thì là cũng thu hoạch được nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nó khá sai trái luôn. Ở trong đây nó có cái trái đó, cái trái đó bụng bự đó, là có nghĩa là nó có khi nó cũng được rồi đó, thu hoạch được rồi đó cả nhà. Trời, nó sai trái mà nó giấu trái giả men trời. Nhưng khi mình nhìn không thấy, trời, thì mới thấy đâu góc này cũng còn trái nè. Đây nè, trời, nó giấu trái này bự quá cả nhà ơi. Đây nè, trời đất ơi. Ui, trái này thu hoạch được rồi nè. Để mình xem thử xem. Cái quả này thì hồi lúc trước thì nghe cô chú anh chị các bạn bên Việt Nam nói cái quả này nó ở bên Việt Nam khá mắc tiền á. Ui, cái trái này nó, nhưng mà cả nhà nhìn nè, nó sắp chuyển qua cái màu cam rồi. Thì cái quả này á là mình ăn được xanh hoặc là ăn được mà chín cam luôn nha cả nhà. Mình muốn ăn chỗ nào thì mình ăn, nhưng mà cái quả này nó sắp chuyển chín cam rồi, cho nên Hiền sẽ để cho nó chuyển dần chín cam luôn. Và đây Hiền sẽ cho cả nhà xem là nó sai cỡ nào nè. Đây, một quả, một quả ở đây nè cả nhà. Đó rồi, quả ở đây, mấy cái quả kiểu gì nè là nó sẽ không bự như cả nhà. Nó nói vậy là nó là hết rồi đó. Đây, dùng mấy quả mà thon thon dài dài kiểu này là nó sẽ bự nữa. Nói hên xui. Nói trước mất công bước không qua. Đây cả nhà, đây. Ui trời, cái gai đeo bao tay mà cái gai nó vẫn đâm như cả nhà, nên phải cẩn thận lắm. Đây nè, đó, cả nhà thấy không, quả này nè. Hôm nay Hiền sẽ thu hoạch quả này để ăn hết cả nhà ha. Hiền sẽ ăn với một cái loại muối chấm đặc biệt. Giờ Hiền mời cả nhà hái quả này chung với Hiền. Hiền đem ăn thôi. Ôi, gai của nó là cả nhà. Đó, mấy cái gai này nó đâm là đau lắm. Đây, Hiền sẽ quay cả nhà xem nè. Đó, quay ngang mới thấy góc nhọn của nó. Đây, khá là gai góc luôn á cả nhà. Và Hiền thấy ở bên đây nó cũng có một quả, ở bên kia không biết còn không. Để Hiền qua Hiền quay thêm thử xem còn không hết cả nhà ha. Bên góc này thì không thấy quả cả nhà ơi. Đó, giờ mình chuẩn bị đem đi ăn thử. À, bên đây nè cả nhà, bên đây nó cũng có quả nữa nè cả nhà, quả bé bé này nè. Đó, hôm nay để ăn kèm thì Hiền sẽ ăn thử với cái muối đặc sản Tây Bắc chẩm chéo. Tuy nhiên Hiền sẽ bắt đầu cắt mấy cái gai nó đi, nó rất là nguy hiểm. Gai nó ra nhựa cả nhà thấy không? Cái nào mà là nó ra nhựa là mình biết mình cắt rồi đó. Ba này nguy hiểm lắm. Đây là dưa sừng gai kiwano của châu Phi hay cả nhà, phải không? Của châu Phi thì phải, đúng rồi, Hiền nhớ vậy. Rồi bây giờ cắt ra thôi cả nhà ơi. Thường thường thì cắt kiểu này. Ừ, gì vậy, nói vậy, em nói vậy. Đây Bình ơi, hãy mở ra. Đó, cả nhà thấy không, mình ăn lá xanh thì nó nhìn ở trong ruột nó hơi giống, nó cũng giống như dưa leo vậy đó. Đây, nhìn nó như thế này. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn thôi cả nhà. Hiền sẽ gọt cái vỏ nó ra luôn. Đó cả nhà thấy không, vỏ như thế này. Đấy,
xong xuôi. Đây, xin mời cả nhà, em Quýt em đang tứ kỳ ở quên rửa xe tải của em. Đây, muối chẩm chéo Tây Bắc thơm. Muối này nè, cả nhà ướp á, chiên thịt được cũng ngon nữa cả nhà. Cái này là Hiền mới phát hiện là ở Úc có bán, nên thì mua ăn thấy cũng là thơm thơm cũng được đó. Xin mời cả nhà ăn chung với Hiền. Đây, thử xem. Mommy, who took book me now? Good job. Ăn có muối. Nó có vị như là tỏi vậy. Cái trái này nè, ăn sống á, ăn nó còn xanh á, nó ngọt lắm. Mới đầu mình cắn vô á, tự nhiên á nha, có vị chua. Sau khi mình cắn vô những cái hộp này nè, thì những cái hộp này là ngọt. Nó hơi có cái hạo na ná như leo vậy. Úi chết. Dạ. Nhưng mà đôi khi nó có thêm cái mùi như chuối mà chuối xanh nhá. Mới đầu cắn vô thì nó chua, sau cái nó thành ngọt. Em Quýt ăn ơi ngon. Em Quýt đang ngồi hỏi mẹ nó ăn nè. Nào xuống đây. Dạ con chào. Chào con chào. Cả nhà. Cả nhà. À con ăn đi. Ngon. Nhà cũng hề. Ăn được không? Ăn được cả nhà ơi, ăn cũng được lắm. Mới đầu gắn vô chua chua, xa thì nó ngọt. Ngọt như cái phần hộp. Không ăn hả? Không ăn thôi hả? Thôi ha. Ăn hay thôi. Dì trời. Ăn hay thôi. Just eat ice cream. Ok, alright, ngồi đi đi. Em nói hồi em đi ăn kem, chờ bụng ăn kem. Vị cũng hơi khác như leo sao á. Đó cả nhà ha. Đây trái nè. Đó. Giống như mua chẩm chéo nè. Cảm giác cái trái xanh này nè, chấm mua chẩm chéo ăn giống như là vì đây chấm muối nha, chấm muối chậm chéo nha. Then what we gonna carry next? Chờ mẹ ăn chút mẹ thu hoạch đi cho như chuyện. Ngon ha, mới đầu cắn vô thì nó chua, sao nó mới ngọt dần dần, nhờ mới có hộp. Ngon quá. Cái này mình đem vô á, mình ăn cũng như dưa leo vậy. Nhưng mà nó chín thì nó khác nha cả nhà. Chín thì nó khác. Cái bánh thì biết đến cái trái này nè, là không phải là do Hiền trồng đó. Hiền nhớ đó là do nó tự mọc trong vườn nhà hàng á. Không biết sao mà chim nó mang hộp lại hay sao á. Cái Hiền thấy cái trái, cái Hiền mới lên mạng Hiền nghiên cứu thử. Hiền thấy trái Hiền mới lên mạng nghiên cứu thử. Rồi thấy nó là dưa sừng gai. Rồi sau đó mới ăn. Cứ ra hồi đó không biết trái này. Cái dưa này năm nay đó là Hiền mua hạt gieo nha cả nhà. Hiền có cảm giác như là cái vị nó khác so với cái trái mà hồi ngày xưa mà nó tự mọc trong vườn nhà Hiền. Nó ngộ. Nó khác cả nhà ơi. Hơi khác khác. Ui, cà chủ bi. Mời cả nhà hát cà chủ bi chung với Hiền. Cái này là em này tự mọc lại nha cả nhà.
Trời, hiện tượng đây quá tại quá, em xịt nước cho mẹ không à. Ủa cái dây này nè, lại gần nó phải cẩn thận nó đâm á. Chú đâm. Cái xe. Là chú Bi. Chú Bi. Là chú Bi á, không biết của ai nữa. Đây, mới thằng chú Bi bên đây nữa. Bây giờ ông mở vườn một chi. Be careful, the snakes there. Yeah, that's right. I'm a friend. Bye bye. I'm a comment. Yeah. Thấy đường mới đậu cả nhà ơi. Oh, cả nhà nghe em nói không? Em nói là nghỉ máy bay qua Việt Nam đây, mời cả nhà hái đậu chung với Hiền. Có mới đậu luôn nè. Này như đậu mùa hè, vài bữa nữa trời lạnh lạnh là nó sẽ không lớn nữa đây. Đó. Đây. Em vừa kêu anh nô ngay đó kìa, cả nhà thấy hàng nồi đó, mình đã còn em nữa đó. Mấy em mẹ ăn cũng ngon ấy chứ. Ăn xanh khá giống như leo. Cũng được. Ây da. Đây. Đây nữa nè cả nhà. Em quyết đã nhận mấy cái cái đầu đó. Ôi còn ít trái mà trên coi nè cả nhà. Ấy năm nay không hiểu sao mà nó ít sâu nên trộm bía. Mình không hề than phiền về điều đó. Con di chuyển sao cho cả nhà xem con di chuyển sao? Quay để. À, di chuyển gì đó hả? Hãy cho ông bà cô chú coi đó phải không con? Dạ. Sợ quá. Bởi vì cái đậu này nó khá tiệp mèo với lại mấy cái lá cây nên mình nhìn kỹ kỹ mình mới thấy. Đây nè cả nhà. Đó. Rồi bên đây. Còn ở đây nữa nè. Cầm này còn non mà cỡ nhuyễn ngon rồi. Đây nè. Ở này non xèo. Đây đây đây, bên đây còn. Hả? Hả con? Vụ gì? Chưa có để đưa con mà. Ở đây xem coi bên đây nó có không. Ôi trời. Cái này nó chuẩn bị nó già nè. Nó là mình để cho nó ra hộp luôn. Rồi mình để dành hộp cái lối mình gieo tiếp. Cái dây này là hôm trước đó, nó Hiền gieo cái bịch hộp mua. Sau đó là cái đợt này đây nè cả nhà thấy không, mấy trái này cũng già nè. Sau đó cái đợt này là Hiền cứ lấy mấy cái trái già nó, cái hộp nó đen á, cái Hiền quăng xuống rồi nó tự lên tiếp, khỏi cần mua lại. Hai trái này nó cũng già, ba trái này già rồi nè, Hiền sẽ để cho nó lên hạt tiếp. Con nói cả nhà xem cái này là con gì. Con nói dạ con vận chuyển. Nó con bọn chị. Bọn chị món gì? Cái gì? Dạ đậu. Đậu. Dạ đậu. Dạ đậu. Giỏi quá. Chúng con đậu đây cả nhà. Yeah. Rồi. Nó tới còn non mình sẽ thay cho nó. Cả nhà ơi, thôi chị hôm nay hai mẹ con của Hiền xin kết thúc video thu hoạch nãy đây. Hẹn gặp nhau phim sau. Chúc cả nhà con ngày mới thiệt vui. Hẹn gặp nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ gia đình Hiền. Tạm biệt. Con muốn quay nữa hả? Dạ, hùng ơi, hùng. Cưng tôi lắm.